Đừng đóng. Nóng. Dạ. Mấy người lạnh à? Lạnh thì đóng lại đi. Đại tỷ, chúng ta không lạnh. Còn nói không lạnh, người nào người nấy lạnh đến đỏ cả mũi rồi. Đại tỷ, chúng ta không lạnh thật mà. Đóng lại đi. Đại tỷ, tỷ nghe ta đi. Tỷ thấy thế nào thoải mái thì cứ thế mà làm. Mấy tỷ muội đều cam tâm tình nguyện. Đây là điều duy nhất bọn ta có thể làm cho tỷ tỷ. Đúng đấy, đúng đấy. Từ ngày đại tỷ đến đây là chẳng còn ai dám bắt nạt bọn ta nữa. Lần trước Tần chủ tử đến, ai cũng biết là sổ sách phòng cô ta không khớp. Cô ta lại cứ khẳng định là chúng ta tính nhầm, bắt tính lại hết sổ sách của 2 năm trước. Đại tỷ, tỷ bất cẩn làm dở bàn tính ngay trước mặt cô ta, làm cô ta tức phát khóc. Kẻ chuyên đi bắt nạt chắc chắn bản thân cũng không được sống tốt. Cả dù lần trước Lưu Công Công vô cớ tức giận đánh ta, ngay đêm hôm đó lão đã bị vồ ớt rụng mất 2 cái răng. Lão bảo có thích khách đánh lén từ phía sau. Ta không làm gì đâu nhé. Tất nhiên rồi, đại tỷ không làm gì cả. Thôi tính mau đi, chúng ta còn tận 6 tháng chưa tính đó. Sư cất kê khang, gãy đàn cho Nguyễn Tịch, khúc quản lăng tán điêu luyện tuyệt vời. Hôm nay có đại tỷ tính toán cho cậu nhi, sổ sách kho nội bộ tính toán đâu ra đấy. Lẻo mồm lẻo mép. Đại tỷ không thích người lẻo mép. Vậy là ý gì? Nói không cho ngươi lẻo mép, chứ có bảo không cho ngươi nói đâu. Cậu nhi lẻo mép quá lâu rồi, không phân biệt được lẻo mồm lẻo mép và nói chuyện hẳn hoi là như thế nào nữa. Đến Tết ông công ông táo rồi, chúc đại tỷ Tết ông công ông táo vui vẻ. Ta cũng chúc Tết sớm cho ngươi. Ta... của ta sao? Các tỷ muội, cảm ơn đại tỷ, cảm ơn đại tỷ. Thơm quá. Mọi người chia nhau đi. Cho cô một cái. Đại tỷ, tỷ lại vào hoàng cung trộm báo vật à? Ăn xong đi dạo cho tiêu. Hơn nữa Chu gia họ nhiều bảo bối lắm, có khi tiểu hoàng đế còn chẳng biết mình có thứ này. Chẳng phải gần đây ngươi nhớ nhà rồi sao? Đây là phỉ thúy quê ngươi đấy. Cảm ơn đại tỷ. Đây là phỉ thúy quê ta. Nhà ta nghèo quá, ta chưa được thấy phỉ thúy bao giờ. Thôi được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Lần trước bảo điều ta sang chỗ Mã hoàng hậu. Đại tỷ, chuyện này phòng thu chi nhàn hạ mà, chẳng cần hầu hạ ai, còn béo bở. Bao nhiêu người tranh nhau sức đầu mẻ trán muốn vào, thì chỗ Mã hoàng hậu sẽ gần tiểu hoàng đế hơn mà. Đại tỷ, để ăn Tết xong hẳn tính, được không? Cậu nhi, ăn Tết xong thì ngươi về nhà đi. Vinh hoa phú quý, tiền đồ rộng mở gì đó đều như bông tuyết thôi. Nhìn thì đẹp, nhưng rơi vào lòng bàn tay thì tan. Thành Nam Kinh không bao giờ có tuyết, không như Bắc Bình. Chắc giờ này phải rơi mấy trận tuyết rồi. Chẳng phải đã nói quyết không làm mưa rồi sao?
lâu lâu làm bừa một chút cũng vẫn là quân tử. Cuối năm buồn, ta cũng nhớ nhà rồi. Nhà đại tỷ ở đâu? Nhà ta ư? Trong sân nhà ta có một cây ngô đồng lớn. Cửa sổ đều dán kính rèm giấy.